sữa khoai lang tím nè, mịn mượt rất là ngon, màu cũng rất là đẹp nữa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Du và Bếp. Hôm nay mình sẽ làm sữa khoai lang, các bạn cùng vào bếp với mình nha. Ở đây mình có một ít khoai lang tím, sữa tươi với sữa đặc. Mình không dùng đường luôn, dùng sữa đặc chứ không dùng đường. Trước tiên là mình sẽ gọt vỏ. Mình sẽ dùng khoảng 400g khoai lang với một bịch sữa tươi và 150g sữa đặc. Không có sữa đặc thì mình dùng đường cũng được nha các bạn. Gọt vỏ rửa sạch. Sau đó mình sẽ cắt miếng nhỏ ra, cắt thành những miếng nhỏ để mình hấp cho nó mau chín. Món này rất là dễ. Sữa khoai lang vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe mà lại rất là dễ làm. Đơn giản lắm luôn. Cho vào rổ nè. Khoai lang hấp cũng nhanh chín thôi, khoảng chừng 7 đến 10 phút là chín rồi. Sữa khoai lang vừa ngon mà vừa tốt cho sức khỏe nữa. Các bạn hãy thử ngay nha. Đây, chín hết rồi nè. Khoai này rất là bột luôn. Mình sẽ để cho nó nguội chút xíu rồi sau đó là đem đi xay nha. Cho vào máy xay. Mình chia ra làm 2 lần. Mỗi phần mình sẽ xay với nửa lít nước. Xay rồi sau đó là cho qua rây, lọc lại để cho sữa nó được mịn hơn. Mình xay lần đầu thì nó chưa kỹ nè, nên là mình sẽ cho vào mình xay tiếp một lần nữa. Lần thứ hai thì mình chỉ xay với khoảng 300ml nước thôi. Rồi cũng cho qua rây luôn. Lần thứ hai thì nó mịn hơn rồi nè, mình lọc được hết luôn đó các bạn. Bỏ rất là ít, tại vì khoai chủ yếu là bột mà. Bây giờ mình sẽ đem cái phần nước khoai lang này đi nấu sôi lên. Các bạn nhớ khuấy thường xuyên nha, để nó không bị cháy. Cái bột khoai lang này rất là nhanh lắng nè. Không khuấy lên là cái phần bột nó ở dưới đáy nồi là nó sẽ bị cháy. Khoai mình đã hấp chín rồi cho nên nấu rất là nhanh, chỉ cần nấu sôi lên lại là được. Sôi rồi nè, để cho nó sôi chút xíu nha. Có bọt thì mình hớt bọt ra. Khi nó sôi lên rồi thì mình sẽ cho sữa đặc vào, 150g sữa đặc, khoảng 3 muỗng này nè. Nếu các bạn thích ngọt thì mình cho nhiều hơn, hoặc nếu không có sữa đặc thì mình dùng đường, nhưng mà dùng sữa thì sẽ ngon hơn. Cho sữa đặc vào để cho nó sôi lên lại. Nhớ hớt bọt ra nha các bạn. Khoai lang tím thì luộc ăn nó không được ngon như khoai lang vàng, nhưng mà lại có cái màu rất là đẹp mắt, nên mình sẽ dùng để nấu sữa hoặc là chế biến các cái món khác. Rồi tiếp theo là sữa tươi. Cho một bịch sữa tươi vào đây. Sữa tươi không đường hay có đường đều được. Cho sữa tươi vào thì mình để cho nó sôi nhẹ lên nữa là mình tắt bếp nha. Đây, mình tắt được rồi. Rồi như vậy là xong rồi đó. Mình đã có được một nồi sữa khoai lang tím rất là ngon, rất là đẹp mắt nữa. Uống nóng hay uống lạnh đều ngon. Để nguội cho vào chai và mình cho vào tủ lạnh. Khi dùng thì các bạn nhớ lắc lên nha, để cái phần bột nó lắng xuống dưới, ở bên dưới thì nó đặc hơn. Nếu mà bạn nào thích uống loãng hơn nữa thì mình cho một ít đá vào nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúc các bạn một ngày vui vẻ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Sữa rất là sánh mịn nè, màu tím tím rất là đẹp mắt nữa.